lực lượng Hamas đã thả hai con tin người Mỹ vào ngày hôm qua. Họ là những con tin đầu tiên trong số khoảng 200 người bị Hamas bắt giữ tại dải Gaza đã được trả tự do. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận hai công dân Mỹ bị Hamas bắt giữ làm con tin đang được đưa từ khu định cư Nahal Oz gần biên giới Gaza đến một căn cứ quân sự ở miền trung Israel. Theo truyền thông Mỹ, hai con tin Judy Tyranan, 59 tuổi và con gái Natalie Soshanan Ranan, 19 tuổi, đến từ Chicago, Mỹ. Họ bị bắt khi đang thăm gia đình ở gần biên giới với Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 20 tháng 10 đã đến cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và dải Gaza ở phía bắc bán đảo Sinai, trực tiếp giám sát hoạt động viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Liên Hợp Quốc đang tập trung mọi nỗ lực hoạt động nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo quan trọng và lâu dài cho người dân ở dải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres khẳng định những chuyến xe tải chuyển hàng cứu trợ cho người dân dải Gaza cần phải được di chuyển nhanh nhất và nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì phải có những nỗ lực bền bỉ. Trước khi hạ cánh xuống Ai Cập, ông Guterres đã kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở dải Gaza, bao gồm các dịch vụ và nhu yếu phẩm thiết yếu. Một số xe tải từ Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập và Chương trình Lương thực Thế giới đã đến cửa khẩu Rafah vào sáng ngày 20 tháng 10. Công việc sửa chữa và mở đường đang được tiến hành tại đây để hàng viện trợ nhân đạo vào được dải Gaza. Ngày 20 tháng 10, nguồn tin cấp cao trong quân đội Niger cho biết một nhóm binh sĩ Pháp đã rời Niger để đến Cộng hòa Chad. Đây là những người đầu tiên trong số 1.450 binh sĩ Pháp đang đồn trú tại Niger phải rời khỏi nước này theo yêu cầu trước đó của chính quyền quân sự Niger. Theo nguồn tin cấp cao trong quân đội Niger, nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên đã rời khỏi các căn cứ ở phía tây nam Niger từ tuần trước và đến thủ đô Djamena của Cộng hòa Chad. Tướng Pháp Eric Ojane đã xác nhận tiến trình rút quân khỏi Niger đang diễn ra suôn sẻ, nhưng Chad không phải là chặng dừng chân cuối cùng của số binh sĩ này. Pháp dự định sẽ hoàn tất rút quân khỏi Niger vào trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Tiến trình rút quân trên được Pháp thực hiện sau khi chấp thuận yêu cầu của chính quyền quân sự Niger, lực lượng lên nắm quyền từ tháng 7 vừa qua nhưng không được Pháp và nhiều nước công nhận. Ngày 20 tháng 10, một chuyến tàu chở hàng đi Moscow, nước Nga đã khởi hành từ thành phố Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, đánh dấu mốc khai trương tuyến tàu chở hàng mới giữa Trung Quốc và châu Âu. Đoàn tàu của Trung Quốc sẽ vượt qua hành trình dài khoảng 9.000 km, bắt đầu từ trung tâm logistics cảng biển Hà Bắc Lan Phường, đi qua cảng Mãn Châu Lý ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, trước khi đến với Moscow. Đoàn tàu chở tổng cộng 1.000 tấn hàng hóa trị giá gần 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,8 triệu đô la Mỹ, bao gồm quần áo, thực phẩm và vật liệu xây dựng. Đại diện đơn vị vận hành đoàn tàu cho biết, các đoàn tàu chở hàng Trung Quốc châu Âu mang đến phương thức vận chuyển hiệu quả, thuận tiện và tăng cơ hội tiếp cận thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp ở Lan Phường và các khu vực lân cận của Trung Quốc.